Xin kính chào các bạn đang theo dõi kênh thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hiện nay bà con bệnh tiểu đường hoặc là một số người lớn tuổi bị viêm nhiễm lở loét thì mình rửa cồn hay là rửa thuốc đỏ thuốc tây á thì nhiều khi nó cũng không có mang lại cái kết quả ha, nó chỉ sát khuẩn thôi. Nhưng mà nó không không có hỗ trợ vấn đề là tiêu viêm nha, hay là sinh cơ này nọ kia để tái tạo tế bào á. Thì ở đây hôm nay Vũ chia sẻ đặc biệt là cái người bệnh tiểu đường ha, bệnh tiểu đường mà nó bị loét lỗ đáo, nó bị lở rồi nó bị ăn guồng thịt, nó bị hoại tử á. Thì ở bên cái nhóm của Vũ á, là tiểu đường á, là mình có thể can thiệp được bằng thuốc nam, có thể chữa khỏi bằng thuốc nam á. Đồng thời những cái di chứng loét lỗ đáo hay là hoại tử á, thì mình có thể hỗ trợ thuốc ha, là mình đắp rửa cho nó hết nhiễm trùng, rồi đồng thời á là mình có thể là sau này ví dụ như nó mắc thịt á, mình cho nó có thịt trở lại ha, cũng được ha. Thì bây giờ mình sáng giờ đi kiếm vòng vòng luôn á, thì mình kiếm cái dây dôi ở đây mà hỏi một đám nhiều lắm ha, mà người ta đã chặt hết trơn rồi, đã phá nó hết rồi ha. Thì cái lá của nó nè, đây cái lá của nó chia muốn ba thùy ha. Rồi thì Vũ sẽ quay lại ha, rồi Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để mà mình sử dụng cái dây dôi này nè, để mà mình rửa cái vết thương đối với cái người bị tiểu đường ha. Nó tiểu đường thì giai đoạn mà biến chứng thì các bạn biết nó không có lành đâu ha. Nó ăn guồng hoài, ghét cái nó rớt thịt rồi nó lòi gân lòi xương lên ha. Thì ở bên cái nhóm của Vũ á, là chữa tiểu đường xong ổn định đường huyết cho người ta xong đó ha. Thì mình xử lý cái là không ăn guồng nữa, rồi sau đó mình đắp cho nó lên thịt, nó phục hồi thịt, phục hồi cơ lại bình thường ha. Thì để mình quay lại mình chia sẻ cho các bạn cái dây vôi ha, này ở gần chợ nhà bạn ha, mình đi núi sáng giờ kia. Đây cái dây vôi ha, là nó thuộc cái họ dây dây chìa vôi á. Thì các bạn kêu dây dôi là do trên cái thân của nó thường là nó đóng mấy cái chất dôi nè, nó đóng mấy cái chất dôi này, cho nên ta kêu là cái dây dôi, hay là trong đông y ta còn kêu nó là bạch liễm đó ha. Thì ở đây bữa hổm mình thấy nhiều lắm ha, bữa nay thì giống như người ta ruồng, người ta leo dừa, người ta bẻ dừa, người ta bứt gì nó đứt muốn hết rồi. Cái dây này mình bứt cái dây về mình cắm nó cũng lên ha, chút xíu vụ ruộng về mới về, vụ cắm ở trên đất của mình ha. Thì ở đây nó bò lên trên đây nè, các bạn thấy nè, cái dây của nó móc 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 nè ha. Đó, nó móc 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 nó có chất dôi đó, thì kêu là dây dôi đó ha. Thì các bạn nhìn cho nó kỹ ha. Cái lá của nó chia ra ba thùy đó. Thì cái dây dôi này thì các bạn biết là nó bò lên mấy cái cây á. Theo y học cổ truyền á, thì cái dây dôi này á, là nó có vị, nó thuộc hội dây chì dôi đó, thì nó có vị đắng nhẹ ha, hơi chua, the và tính mát. Tác dụng của nó là thanh nhiệt ha, rồi giải độc, chữa sưng tấy, đau lưng, đau sưng và tê nghe mỏi ha, đau kể cả đau đầu, ung nhọt và bị bỏng. Thì mình ứng dụng rất là rộng rãi ha, mình có thể là sử dụng là đâm đắp, ngâm lấy nước ngâm rửa bên ngoài, và đồng thời cái dây dâu này mình chặt mình uống cũng vẫn được ha. Mình chặt cái dây ấy, mình phơi cái mình sao sơ cái là mình vẫn uống được cái liều dùng là từ 8 tới 12 gram, giống như những vị thuốc nam khác ha. Thì mình sẽ thu hái cái dây dâu này ha, xương hung mới về cái mình kéo nó xuống. Cái kế bên là có cái, các bạn xem ha, kế bên có cái cây này là cây gì các bạn biết không? Kế bên có cái cây lá như lá bự như lá chăm này, các bạn biết cây gì không? Đó. Con cây nó quằn xuống là cái gốc nó nằm đó, cây con thôi ha, nằm dưới gốc dừa. Chỗ này là gần chợ nhà bàn, ngoài khu vực này nó giống như cái chỗ hơi bị trũng, chưa có khai thác hết đó. Thì cái cây này á, là cái gân lá chính giữa và các cái gân lá phụ nó đi ngang. Thì cái cây này nếu như những vị sưu tầm thuốc này coi kia biết đó, ha, thì cái cây này là cái cây mùa u, với đó mình chia sẻ đó.
cái trái mùa u rất trúng thì đầu u đó nha, trái mùa u nó tròn đó ha, tròn do đó. Thì cái cây này cây non thôi, có thể trái ở lúc trước ở bên kia có một cây bự lắm, nó rụng hột xuống rồi cái nó lên, rồi nó lên mấy cây bên đây, cây bự bên kia người ta làm nhà mồ, người ta đốn bỏ rồi, vũ chưa kịp bứng xin bứng chiếc nhánh là người ta đốn bỏ rồi. Thì sẵn gặp cái cây mù chia sẻ các bạn ha, cái găng lá cái găng chính của nó là nằm chính giữa, còn các cái lằn găng sọc kia đó là nó nằm tẻ qua hai bên ha, như lá chuối vậy đó, hình nó giống như lá chuối này ha, nói vậy bạn hiểu ha. Rồi bây giờ trở lại cái dây dôi của mình ha, dây dôi của mình nó bò lên trên, giờ mình nắm mình lôi xuống. Mình thu hái mình lôi xuống ha, thì các bạn sử dụng cái phần đọt ở trên, còn cái gốc cái dưới mình cắm lên trên ha, dây dôi nó giống như xương rồng cắm lên trên rồi các bạn. Ở đây thì mình đi có một mình nè ha, thì mình thu hái mình kéo một mớ dây đi, hồi mình ruộng lại ha, mình ruộng mình đem về ha, ruộng tròn lại mình đem về. Rồi bây giờ tạm ngừng cái ha, Vũ thu hái cái rồi cái quay cho các bạn xem ha, mình lôi kéo xuống mới đi. Để Vũ để đó ha, nay đi con mình không có ai quay luôn, giờ để đó, giờ mình bứt mới dây ha, mình lôi mới dây xuống cái mình ruộng tròn lại ha. Cái lần mình sử dụng mình nấu như vậy nó khoảng 100g ha, 100g dây này mình thu cái mình cuộn lại các bạn, tại vì ví dụ mình muốn trồng thì giờ mình cuộn lại ha, chắc Vũ nói Vũ thu hoạch là mình trồng lại chuyến này phải thu trồng chứ, bữa hổm ở đây nhiều lắm bởi các bạn, nguyên đám bự lắm. Ở dưới kia, ở bên kia chủ nhà ta cũng có một đám hết sức tốt bò lên hàng rào mà không biết sao bữa nay nữa. Mới đầu mình tưởng nó dây thuốc người ta chừa, ta biết người ta chừa lại ha, ai về đâu ta cũng xịt thuốc bỏ luôn, mà xịt nha, mà xịt thuốc sâu bỏ, thuốc cỏ bỏ, mà cuối cùng nó cũng mọc lên là còn cái củ dưới á, ở dưới đất nó có củ nữa ha. Bây giờ mình phân mớ dây đi, thân mới dây này về các bạn, mình thân dây lá rồi luôn ha, bộ phận sử dụng là ấy mà thân lá luôn à, các bạn coi nè lá nó nè, lá nó nhìn hao hao giống như lá phai lang, mà cái dây của nó là có cái dôi nha, nó bị mắc dôi là do người ta tới đây tới lui, bẻ dừa người ta đụng chạm nó rớt dôi ra ha. Đây thì mình sẵn là mình bẻ mình giới thiệu cho các bạn rồi cái lấy mớ rồi mình về mình phanh mình trồng làm giống luôn ha, mốt có xài cho bà con ta, thường có số bãi ở trong gần mấy chân núi nhiều lắm, lâu lâu có chuyến đi lấy thuốc á, cái mình lấy về hoặc mình để ý ha, mình chỉ cho bà con ta lại người ta lấy, người ta nấu, người ta rửa hàng ngày ha, cái rửa này nó đại tài lắm, tại vì nó có cái tác dụng tiêu viêm này nọ kia rồi đó ha. Thì mình rửa như vậy á, là nó lên da non này kia rồi nó sát trùng ha, còn mình rửa thuốc rửa này nọ kia thì nó chỉ dễ sát trùng tại chỗ so thôi, nó không có chất thuốc, nó không có trị được những cái tế bào bị tổn thương. Bây giờ đó, ở đây nó còn 2-3 giây, còn 2-3 giây rồi mình bứt ở trên thôi, chữa rễ cho nó lên lại ha. Cái dừa này không cao lắm, nếu mình bứt cũng được mớ rồi ha các bạn, quấn mình lọn vậy đó ha. Đây nè, rồi xong rồi, nhiêu được rồi, nhiêu là đủ xài các bạn ơi. Đây nè, nha, được nhiêu đây rồi đó, gọn này là dư xài, cái gọn này cũng cả ký nữa ký gì ạ. Bên kia cũng còn dây nữa, mình để đó đi, mai mốt ai có bệnh mình chỉ lại ha. Rồi, xong rồi.